Vừa rồi thì có những cái video như là Việt Nam, họ sang Việt Nam, họ đem về thì rồi thông tin rất là kỹ, như chính thế đó, các thông tin là tạo thông tin của họ, họ đôi khi thì là chuyển sang Việt Nam cũng khác biệt. Vậy thì ông như ban huấn luyện có gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin cũng như là phân tích thông tin của đối thủ không? Ra cái việc mà người ta giấu thông tin đó thì nó cũng là một cái thói quen chung của tất cả các đội bóng ở trên thế giới, nó không có cái gì là đặc biệt cả. Không phải đội Thái Lan đâu, tất cả các đội khác trên thế giới người ta cũng sẽ làm như vậy và người ta vẫn thông thường như vậy, thông thường làm như vậy. Cái việc mà không tiết lộ thông tin ra ngoài, tôi nghĩ đó cái là cái mà chắc chắn là đội nào cũng muốn thế thôi, không có vấn đề gì to tát mà chúng ta cần phải đưa ra đây cả. Chúng ta không thể biết được chính xác cái phong độ của từng cầu thủ ở Thái Lan. Tuy nhiên là chúng tôi cũng đã thực hiện công việc phân tích, công việc đánh giá, công việc tìm hiểu dữ liệu từ các trận đấu trước đó và từ thông tin trước đó, chứ không phải là chỉ trong 1-2 ngày gần đây. Trước thì nó không trận đấu đâu. Ông nghĩ rằng là các đội ngày mai sẽ có sáng hơn cái bàn của người Thái Lan không? Yes. Thì có thể sát nhất thì Việt Nam ở một phong độ rất là khác khi mà các cầu thủ đang cũng như hưởng được mọi nhà đấu cũng như các bạn đại đấu rất là tốt, nhưng lúc này chúng ta lại đang phong độ rất là khác. Khi các đội bóng đang có điểm mới rất là tốt thì liệu ông có kỳ vọng là Việt Nam sẽ thể hiện một hoàn toàn khác như thế là không, nhất là khi mình đang ở sân nhà? Cảm ơn. Về hơn do cái gì bộ rất là hoàn toàn của chúng ta thì thực ra thì tôi cũng đã nói một vài lần rồi, đó là dù huấn luyện viên đổi Thái hay là tôi, dù Nishino hay Bukia cũng vậy thôi, người ta đều luôn chúng tôi, họ đều luôn luôn chuẩn bị trận đấu tốt nhất để làm thế nào để hướng đến cái thắng lợi. Cái này tôi cũng đã nói khá nhiều lần trước đây. Đối với trận đấu này thì chúng ta biết nó là cái trận đấu cuối cùng 2019 và có thể nói là một cái trận đấu cuối cùng của đội tuyển quốc gia trong năm nay. Và chúng ta cũng biết rằng là chúng ta sẽ gặp một cái đối thủ rất lớn của chúng ta, kình phong kình thủ, đó là đội tuyển Thái Lan. Tôi cũng biết ý nghĩa của trận đấu này và các cầu thủ của chúng tôi cũng hiểu được cái ý nghĩa của trận đấu này. Tôi biết là các cầu thủ họ cũng nhận thức được cái tầm quan trọng và họ cũng hiểu được là nhân dân đang chờ đợi như thế nào về đối với trận đấu này. Tất nhiên là đội tuyển thì tôi không cần nói, nhưng thực ra tôi nhìn cái mắt của cầu thủ thì tôi biết là cái quyết tâm, cái tâm tư của họ cũng đã thể hiện rất là rõ. Chỉ có một điều là tôi sợ rằng là cái áp lực đó nó sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt đến cho các cầu thủ. Tôi cũng không muốn tạo một cái bầu không khí căng thẳng trong đội tuyển, nhưng mà tôi cũng muốn họ là tập trung vào trong đội tuyển. Và tôi nghĩ rằng là đến ngày hôm nay họ đã duy trì tốt cái mọi điều kiện để có trận đấu tốt nhất. Ông có thấy được cầu thủ Nguyễn Quang Hải có thể thi đấu tại Nhật hay không? Tôi nghĩ rằng là cầu thủ Thái Lan, anh Sông Brazil đánh đá được, đang đá ở Nhật. Tôi nghĩ là chẳng có lý do gì mà cầu thủ như Quang Hải chúng tôi lại không thể thi đấu ở Nhật được. Còn cái việc mà Quang Hải có đi thi đấu ở Nhật hay không thì cái việc đó nó thuộc về quyền quyết định của câu lạc bộ. Nhưng mà tôi xin khẳng định lại là về nếu mà nói về thực lực, năng lực ấy, thì Quang Hải cũng hoàn toàn có thể thi đấu ở cái giải của Nhật. Chẳng kém gì Sông Brazil cả. Tôi cũng xin nói về một cái thông tin để các bạn cũng tham khảo. Thực ra cái giải đấu mà có một giải đấu mà cao hơn giải Nhật nhiều đang gửi lời mời đến Quang Hải, đó là giải thi đấu ở Tây Ban Nha. Câu hỏi của anh phóng viên của Hàn Quốc là như sau. Thực sự thì là trước đây thì là bóng đá Việt Nam cũng chỉ là một cái bóng đá, một nền bóng đá mà ở khu vực Đông Nam Á thôi, chứ chưa thể là bước vào những hàng ngũ đội mạnh được của khu vực châu Á. Thế từ ngày mà có Park xuất hiện ở đây thì có thể bóng đá Việt Nam cũng đang dần dần bước vào một trong những cái hàng ngũ là những cái đội mạnh của khu vực châu Á. Thì tôi chỉ muốn hỏi rằng là ông đã dùng những phương pháp như thế nào để có thể làm được cái điều đó. Cái thứ hai nữa là đối với trận Thái ngày mai thì một cái trận Thái tôi nghĩ rằng là Việt Nam sẽ quyết thắng, ông đã chuẩn bị như thế nào? Thực ra thì cái việc mà tôi đến Việt Nam thì cũng không phải là cái gì một điều gì đó để đặc biệt để nó tạo nên một cái sự phát triển một cách đột biến nhanh chóng của bóng đá Việt Nam đâu. Nếu tôi nói rằng là cái sự có mặt của tôi mà nó đưa mang bóng đá Việt Nam phát triển thì tôi nghĩ điều đó nó không hợp lý. Cái quan trọng nhất, cái lý do quan trọng nhất đó là chính bóng đá Việt Nam có
đặc trưng riêng của họ, có tinh thần riêng Việt Nam và có cái tiềm lực của bóng đá Việt Nam, cho nên mới có được điều đó. Ngoài ra thì các huấn luyện viên đời trước đây họ cũng đã xây dựng những cái nền tảng để làm thế nào có thể đội tuyển bóng đá Việt Nam có thể tiếp tục phát triển được. Tôi chỉ là người sử dụng, tận dụng tốt nhất những cái nguồn lực từ xưa đến nay mà đội tuyển Việt Nam tích lũy được. Tôi không nghĩ là cái việc có mặt của tôi nó đã khiến cho bóng đá Việt Nam có cái sự phát đổi, phát triển bóng đá vượt bậc. Tất cả mọi là nhờ vào cái sự huấn luyện, đào tạo của các câu lạc bộ và các huấn luyện viên trước đây, cho nên chúng ta mới có những cái cầu thủ giỏi. Ngày mai thì tôi biết trận đấu ngày mai là trận đấu quan trọng, là nhân dân Việt Nam là chắc chắn là muốn thắng rồi đó. Tất nhiên ông Nishino cũng muốn thắng, nhưng mà cũng thế thôi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất để chúng tôi mong muốn là đạt được kết quả tốt nhất. Thế thôi, chúng tôi có lỗ sự tốt rồi. Chắc chắn là tôi được cả sáng lần. Xin có câu hỏi cho Duy Mạnh. 10 năm trước thì Duy Mạnh là cầu thủ nhận bóng ở sân Mỹ Đình trong trận chung kết của AFF Cup lượt về. Và trong trận đấu đấy thì Tresinanda là người thi đấu và ghi bàn. Ngày hôm nay Duy Mạnh chuẩn bị một trận đấu cho cái cuộc chăm sóc người Thái và cách đây 10 năm đã gieo rắc kinh hoàng cho những thế đàn anh của mình. Duy Mạnh cảm xúc như thế nào? Và em có cho rằng là cái sự một chút gì đấy mất tự tin của người Thái trên sân Mỹ Đình nó là một cái dấu hiệu của bước tiến vượt bậc của bóng đá Việt Nam hay không? Và các em sẽ mang cái niềm tin đấy vào trận đấu ngày mai như thế nào? Chính xác là 11 năm về trước thì em cũng từng rất là vinh dự được đi nhà báo các đàn anh của mình tại trận chung kết. Thì đó là niềm vinh dự rất là lớn khi mình đứng cậu bé. Ngày hôm nay thì mình được chính là những người đại diện tất cả của Việt Nam mang màu cờ sắc áo của Việt Nam để thi đấu cờ của Việt Nam, thì đó là vinh dự của cá nhân cũng như tất cả các cầu thủ. Thì đối với đội tuyển Nam thì hay Việt Nam thì đó là trận đấu cả hai đất nước cũng như người dân Thái đất nước rất kỳ vọng, và đặc biệt là đội Việt Nam cũng rất kỳ vọng điều đó và rất trông chờ hình ảnh của Việt Nam sẽ thi đấu với đội tuyển Việt Nam với sản phẩm nhất. Và em là người chủ nước trên sân sân và em cũng sẽ rất là mong chờ tới ngày mai và rất là mong bao nhiêu cũng như tất cả mọi người tin tưởng và cầu thủ chúng ta sẽ làm sao đó để có câu hỏi cho các bạn sợ là ông đã nói rằng ông đã nghiên cứu rất là kỹ về đội tuyển Thái Lan, thì ông cảm thấy là từ trận đầu tiên mà mình gặp họ trên đất Thái đến bây giờ họ có thay đổi gì? Bởi vì trận gần nhất thì như chúng tôi biết là họ ra sân trong sơ đồ ba chung kết kết quả thua 2-2 trước Malaysia và đã thua trận đấy. Thì theo ông là những sự thay đổi Thái Lan đang giúp cho họ hay là họ có điểm mạnh điểm gì trong thay đổi đấy, và liệu đội tuyển Việt Nam có thay đổi cái cách tiếp cận trận đấu so với trận đấu ở Thái Lan không? Ở đây sau để chúng ta muốn chơi đấy phải yêu cầu và không yêu cầu nó chung đâu. Ngày mai là có một trận đấu rất là quan trọng, thì tôi cũng không thể là nói một cách chính xác được tất cả những gì chúng tôi chuẩn bị về đối với cái việc phân tích và đánh giá. Tất nhiên thì là sau khi ông Nishino mới đảm nhận đội tuyển Thái, thì sau một cái thời gian huấn luyện thì chúng ta thấy rằng là đội Thái họ hiện nay họ có sử dụng các đường truyền ngắn là khá nhiều hơn và thành thục hơn khá nhiều. Nếu mà nhìn vào cái trận đấu với UAE thì chúng ta thấy rằng là cái hàng tấn công của họ bây giờ thì họ tập trung vào các cầu thủ như là ví dụ như là Sungrassin số 18, số 7 và số 8. Ba cầu thủ này sẽ là những cái cầu thủ chủ lực của cái Thái trong việc tấn công. Và họ đặt thêm một cầu thủ số 10 nữa là cầu thủ là số 10 cầu thủ Đăng Đa đá bên trên làm cái gọi là cái cầu thủ để cắm mốc. Họ ba cái cầu thủ này cộng với lại anh TCD Đăng Đa ở trên, thì tôi thấy rằng ba cầu thủ này họ hiện nay có cái đường truyền trung lộ, đường truyền ngắn, và cái việc phối hợp của họ ở khu vực trung lộ đối phương thì tôi thấy là họ cũng khá là thành thục. Cái việc phối hợp của họ là khá tốt. Nhìn vào video thì chúng ta thấy là chúng ta cứ nghĩ là họ đá ba trung vệ, nhưng thực ra không phải về đâu, họ đá là 4-2-3-1 ấy. Và khi họ đá 4-2-3-1 ấy thì cầu thủ bên phải, cầu thủ cánh bên phải ấy, hậu vệ bên phải mà anh ta dâng lên ấy, thì họ là khi đó họ sẽ hình thành ba trung vệ, nghĩa là cái cầu thủ cánh ở bên kia người ta không dâng lên. Nhưng khi các bạn nhìn vào thì các bạn thấy là tại sao luôn lại có ba trung vệ, nhưng thực sự là chúng ta phải hiểu nó là như vậy. Chuyên mỗi trận đấu quan trọng như này là về mặt Thái Lan, và khi Duy Mạnh đã ngồi ngay thì cái mà sẽ
제가 예약한 2만 원과 그래서 2만 원과 답변하는 게 어떻습니까? Thôi thì cái nội dung tôi nói thì tôi để tôi giảm cái gì thì tôi để anh Duy Mạnh anh trả lời có lẽ nó hay hơn. Tôi nói gì thì anh cũng trả lời được, anh biết mà. Đối với cái này, tất cả các cầu thủ thì mỗi trận đấu rất là quan trọng, không chỉ riêng trận đấu với Hà Lan hay là từ lúc người sang làm việc ở Việt Nam và Việt Nam bây giờ thì mỗi trận đấu thể đều truyền cho anh cái tinh thần Việt Nam rất là cao. Luôn luôn ảnh hưởng có tất cả những người hâm mộ Việt Nam đứng sau lưng mình, không chỉ của gia đình, của các bạn bè, đó là hình ảnh đại diện của cả đất nước Việt Nam nhiều bóng đá. Và bọn em cũng cầu thủ thì những lúc thầy truyền những thông điệp, những lửa rất cần thiết, đó là tinh thần rất là lớn và là cho em có thêm động lực hơn nữa để cố gắng nhiều hơn. Đó là điều mà tất cả cầu thủ em cần được. Câu hỏi dành cho ông Bắc là như sau, thì lúc nay ông cũng nói về cái việc là cái trận thắng ngày mai rất là quan trọng và ông cũng muốn là thắng trận đấu này. Vậy thì thực sự là ngày mai ông tính là ông sẽ tấn công Thái Lan như thế nào, bởi vì muốn thắng thì phải ghi bàn. Chiều hôm nay thì chúng tôi mới có cái buổi tập cuối cùng và khi đó thì tôi mới quyết xem cái tình hình sức khỏe phong độ các cầu thủ, thì tôi mới đưa ra cái danh sách các cầu thủ sẽ thi đấu chính thức xuất phát vào ngày mai. Tuy nhiên là chúng ta cũng biết rằng là thông qua những trận với Malaysia thì nhìn những cái bàn thua của đội Thái thì chúng ta thấy là rõ ràng chúng ta đã phát hiện ra những cái điểm yếu của họ. Chúng ta lấy ví dụ như là cái sau lưng hàng của Thái là cái khoảng trống khoảng khá chúng ta có thể khai thác được. Thái thứ hai nữa là đối với hàng thủ Thái thì khi mà nếu chúng ta đập nhà được khoảng 1-2 hoặc là được 1-2-3 chẳng hạn thì tôi nghĩ là họ sẽ rất là lúng túng để ứng phó với tình huống này. Ở đây thì tôi không thể nói được để chính xác rằng là chúng ta sẽ chuẩn bị gì, nhưng chắc chắn rằng là chúng tôi đã biết những cái điểm yếu của Thái Lan. Cảm ơn. Thank you. Thank you, sir.